Cho con hỏi là một người Phật tử muốn nghiên cứu về thanh tịnh đạo thì nên bắt đầu từ đâu? À, thưa với quý vị đó, quý vị vào trong cái kênh của sư, à, quý vị. Đi vào kinh của sư tới đâu rồi? Đây. Đi vào kinh của sư ha, xem cái danh sách phát ha, danh sách phát. Thì nó có một cái danh sách là lớp Phật pháp nền tảng. À, sư để cái tên là lớp Phật pháp nền tảng nhưng thực tế đó là sư lấy cái thanh tịnh đạo để sư giảng. Nội dung bài giảng ở trong đó là sư lấy từ thanh tịnh đạo ra để sư giảng. Từ cái phần giới cho đến phần định. Ừ. Thì do cái phần tuệ đó sau này không có cái duyên, không có đủ duyên nữa để tiếp tục mở cái lớp, cho nên là lớp nó ngưng ngang như vậy. À, thành ra là cái phần sư chỉ mới cái phần định thì chỉ mới đến cái phần tùy niệm pháp thôi, thì cái đó là ngưng, còn về sau nữa thì cũng chưa có, tức là phần định cũng đi một nửa, những cái đề mục tùy niệm và phần tuệ thì chưa có, nhưng mà nửa phần đầu của thanh tịnh đạo tức là giới và một nửa của phần định á, là sư đã có giảng rồi. Cho nên quý vị hỏi là bây giờ nghiên cứu bắt đầu từ đâu á, thì đương nhiên là nghiên cứu bắt đầu từ việc là đọc thanh tịnh đạo, đọc bắt đầu từ phần giới cho đến phần định. À, mà nếu quý vị cảm thấy là mình tự mình đọc ấy thì nó rất là buồn ngủ, nó rất là nhức đầu, rất là mệt mỏi, thì quý vị có thể mở qua cái danh sách pháp của sư nghe dần, nghe dần thì sư dạy từ từ, sư dạy cho tới nửa cuốn thanh tịnh đạo. Ờ, ngoài ra thì sư biết là cũng có một vài cái lớp dạy thanh tịnh đạo, thì quý vị cũng có thể theo dõi thử, có khi là cái cách giảng của sư nó không phù hợp với quý vị thì có những cái vị khác, cách giảng các vị khác có thể phù hợp với quý vị ha. Còn thanh tịnh đạo, cái bản gốc thanh tịnh đạo thì quý vị Google ha, Google là ra. Đây thanh tịnh đạo cái bản của ở trang podcast á, thì quý vị đọc